Đây mà con ơi. Đây, thầy nhập múc vào đây. Múc vào đây chứ. Thầy múc vào đây chứ con. Tại nhà phải múc vào đây mà. Phải múc sang bên này chứ. Lấy máy xúc múc vào đây chứ. Đúng rồi. Đúng rồi, đâu máy xúc đâu, múc vào nào. Đúng rồi. Đây con đây. Ôi anh tay không được dứt cái đấy ra. Thôi để đây đi chung nắp cho. Con xúc xúc cát vào đi. Con lấy máy xúc xúc cát vào trong cái xe tải cho chở đi nè. Đây mang lên đống kìa. Dễ xúc con kìa. Mang lên đống to đùng đằng sau kìa. Đằng sau đấy. Đống cát đấy ở dưới tay đấy. Rồi xúc vào xe đi. Đây đây xúc vào đây này. Đó, xúc của nó đổ vào cho đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, anh ta phải lên mấy múc múc sang cơ, đúng rồi, đấy, quay nào. Đúng rồi. Dê nè. Dê. Dê nè. Dê. Đấy đúng rồi, anh Tranh cho xúc cát vào xe cho siêu nhân đứng lên. Đây là gì nhỉ? Đây là con gì nhỉ? Đây là người nhà em. Có phải người nhà đâu? Ờ, thế là cái gì này siêu nhân à? Ờ. Nhà anh Tranh có chỗ chơi như này, có đồ chơi như này không? Dạ, nào máy bay nào đưa đây. Đúng rồi, đây là xe máy bay. Ừ, máy bay trên bầu trời. Máy bay sẽ đổ vào đây. Xe tăng thì đi ở đâu? Đúng rồi. Đúng rồi. Yeah. À, anh có biết đây là ai không? À, anh có biết đây là ai không? Như này anh ta nhìn cái này. Anh ta nhìn đây. Thấy chưa?
Thấy chưa? Thấy chưa? Anh chơi đi. Này, còn có cả xe cờ, xe bồn đây này, nhìn thấy xe bồn chưa? Xe đấy chở cái gì nhỉ? Đúng rồi. Tí ăn xong lại sang đi chơi. Hả? Trong tay có sang đi chơi không? Đúng rồi.